Thanh Nhã và câu lạc bộ Hà Nội được FIFA tặng quà cực bất ngờ, 2,9 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, thông báo câu lạc bộ nữ Hà Nội sẽ nhận được gần 126.000 đô la Mỹ nhờ việc có 8 cầu thủ trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Số tiền 125.000 đô la Mỹ, gần 2,9 tỷ đồng, nằm trong chương trình phúc lợi cho các câu lạc bộ của FIFA, FIFA Club Benefit Program, CBP, được áp dụng từ World Cup 2019. Đây là chương trình hỗ trợ cho các câu lạc bộ đã đào tạo, nuôi dưỡng và phát triển cầu thủ tham dự World Cup bóng đá nữ. FIFA thông báo sẽ giải ngân tổng cộng 11,3 triệu đô la Mỹ cho 1.041 câu lạc bộ thuộc 48 liên đoàn thành viên tham dự World Cup 2023. Số tiền cho mỗi đội sẽ được tính dựa theo số lượng cầu thủ tham dự và thời gian bám trụ giải của đội tuyển mà họ thi đấu, tính từ ngày 10 tháng 7. Bên cạnh số lượng cầu thủ tham dự giải, số tiền còn được xác định thông qua vai trò của đội trong sự phát triển của cầu thủ. Đó có thể là câu lạc bộ chủ quản hiện tại, câu lạc bộ nuôi dưỡng tài năng hoặc cả hai. Câu lạc bộ nữ Hà Nội là đội có nhiều cầu thủ tham dự World Cup 2023 nhất châu Á, với 8 gương mặt: Đào Thị Kiều Oanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa và Phạm Hải Yến. Theo FIFA, câu lạc bộ Hà Nội nhận được 125.883,53 đô la Mỹ, đứng thứ 9 trong tổng số 1.041 đội nhận được tiền theo chương trình CBP. World Cup 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ. Đội bóng do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Sau 3 trận, đội tuyển nữ Việt Nam không ghi được bàn nào và để thủng lưới 12 lần. Tuy vậy, thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn để lại điểm nhấn lớn là pha cản phá cú đá phạt đền của Alex Morgan trong trận ra quân.